tất cả các bạn. Để tôi đi nốt cái phần cuối cùng của cái này trước khi trả lời thêm cho các bạn những cái câu hỏi bên cạnh. Thì tôi thấy khá nhiều câu hỏi rồi, nhưng mà tôi muốn trả lời nốt những cái phần tôi muốn trình bày với các bạn là về kỹ năng cần thiết của QA và tester. Về cơ bản, thứ nhất là sẽ có kiến thức về công nghệ thông tin, và nếu như bạn không có cái kiến thức này thì về sau bạn cũng có thể đào tạo được, đúng không ạ? Miễn là sao là bạn chỉ có học là được. Và hãy xác định là tester thì chúng ta cần phải có kiến thức công nghệ thông tin cơ bản, có được một nắm được một ngôn ngữ lập trình là tốt, đúng không ạ? Tức là biết được cái cách người ta lập trình, cách ngôn ngữ lập trình vận hành nào thì khá là tốt để giúp chúng ta test sâu hơn. Có các kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, các kiến thức về kiểm thử phần mềm. Thì các kiến thức kiểm thử phần mềm là những cái phần nội dung ở phần 3 mà tôi đã trình bày vừa lúc nãy á. Và đòi hỏi là phải có ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng Hàn tùy các bạn, nhưng mà cần phải thành thạo ngoại ngữ để mà chúng ta trực tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, trao đổi và kiểm chứng được cái yêu cầu đấy, chứ chúng ta không nên nghe thông qua một người khác, kể cả nghe qua BA hoặc BTE thì nó cũng khác đi rồi. Vì vậy nên là cái khả năng ngoại ngữ là cái khả năng cần thiết để bạn trao đổi trực tiếp với khách hàng. Một số tố chất khác như là tỉ mỉ, biết tưởng tượng, chọn lọc, sắp xếp và nhận biết, nắm bắt, truyền đạt thông tin, phòng tìm lỗi, phòng và chống lỗi. Thì đấy là những cái mà kỹ năng cần thiết cho tester. Và cái career path được gọi là lộ trình thăng tiến. Thì vừa nãy bạn hỏi mình là tester làm bao nhiêu năm thì nghỉ đó, đúng không ạ? Và độ dài của tester á, thì tôi nói với các bạn rằng là chúng ta nhìn xem cái lộ trình này, chúng ta sẽ thấy rằng đầu tiên là bạn vào, bạn từ sinh viên ra trường vào công ty thì bạn đang ở mức fresher, tức là mức mà chưa biết gì và cần phải đào tạo, đúng không ạ? Và được hướng dẫn để mà thực hiện công việc. Sau khoảng 6 tháng đến 1 năm bạn lên junior là đã biết làm việc rồi, độc lập có thể thực hiện test trong một dự án rồi. Lên mức senior có nghĩa là bạn đã lead được một nhóm từ 2 đến 3 người rồi. Và senior là người phải có khả năng training lại cho những tester khác, dạy được cho những fresher và junior cách thực hiện test trong dự án, chiến lược test. Bạn sẽ lên đến leader là lead của một team từ 5 đến 10 người thực hiện những cái dự án lớn, đúng không ạ? Thì leader sẽ là những người mà chỉ đạo và định hướng cho việc test, quản lý test, đúng không ạ? Và cuối cùng là manager. Manager là một cấp cao, hoặc ở những công ty khác người ta gọi là director, giám đốc, thì là quản lý của cả một cái tổ chức test trong một công ty, thì nó gọi là manager. Thì cái lộ trình chúng ta sẽ thăng tiến dần lên thành leader, manager là như vậy. Thế còn nếu mà bạn ở mãi vị trí tester hoặc ở mãi senior thì có nghĩa là chúng ta đang dừng lại, đúng không ạ? Dừng lại thì chúng ta không lên. Thì ngoài vị trí tester ra, chúng ta có thể làm BA, PQA là liên quan đến quy trình, và engineer là đang liên quan đến tester mà có khả năng về kỹ thuật và sử dụng tool, người ta gọi là tester engineer. Và vị trí này bây giờ cũng đang được tuyển dụng rất là cao, đang có nhu cầu rất là lớn. Và như tôi nói rằng bạn nên thành thạo một cái tool thôi để chúng ta có thể apply vào, ví dụ Gmeter hoặc thành thạo hẳn Selenium. Thành thạo đây là các bạn phải làm được những cái khó, đúng không ạ? Thì chúng ta đừng chỉ học thuộc tool, nó không đủ để làm việc đâu. Thì đấy là toàn bộ cái phần trình bày của tôi liên quan đến cái bài ngày hôm nay. Quay trở lại thì tôi muốn trả lời cái phần đầu tiên này của các bạn Anh Thư và một số bạn khác liên quan đến tiếng Anh. Trình độ bao nhiêu thì sẽ bắt đầu test được, hoặc là em học tiếng Anh kém muốn theo tester thì cơ hội nghề nghiệp có được không? Thì vừa nãy tôi nói với các bạn rằng 80% là làm trong thị trường nước ngoài, thì vẫn còn 20% nữa là làm ở Việt Nam mà các bạn, đúng chưa ạ? Thế cái phần còn lại ở Việt Nam thì người ta không cần tiếng Anh, không cần tiếng Anh thì bạn có thể apply vào những công ty Việt Nam và làm việc ở đây thì không cần có môn tiếng Anh. Nhưng mà tôi thì vẫn ưu tiên và khuyến khích các bạn rằng là làm việc với nước ngoài thì cơ hội của chúng ta tốt hơn, học hỏi của chúng ta nhiều hơn. Khi mà chúng tôi làm, chúng tôi được đào tạo, được dạy, được nước ngoài, được các bên khác như là Mỹ hoặc là châu Âu á, họ truyền đạt lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm rất là quý báu các bạn. Chứ còn ngồi mãi ở Việt Nam là chúng ta
sẽ ăn mòn dần kiến thức của mình và không không có tăng nâng cao lên được. Vì thế nên là nếu mà mình thấy mình kém tiếng Anh thì mình nên đặt mục tiêu về việc học để nâng cao cái này lên. Đó. Còn trình độ nào để mà làm được thì theo tôi thì cứ trình độ mà các bạn cứ đọc được tài liệu tốt là các bạn đã bắt đầu làm được việc rồi, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là các bạn sẽ thấy là khi vào dự án thì bắt đầu chúng ta sẽ phải làm quen với việc viết thiết kế bằng tiếng Anh. Thì khi chúng ta viết thiết kế bằng tiếng Anh thì chúng ta phải vận dụng được tiếng Anh để viết được thiết kế đơn giản, sau rồi những các cái thiết kế phức tạp hơn. Và nâng lên một trình nữa là chúng ta phải dùng tiếng Anh để trao đổi và giao tiếp với khách hàng. Đấy, thì chúng ta cứ vừa làm và vừa nâng cao dần cái tiếng Anh của mình lên thì nó cũng sẽ bắt kịp được với công việc. Đấy, còn với sinh viên thì tôi hy vọng rằng các bạn sẽ đọc và tìm các cái tài liệu nước ngoài, đọc và hiểu các cái tài liệu này ở trên mạng thật nhiều và thì chúng ta rèn luyện các kỹ năng trong tiếng Anh ngay từ lúc là sinh viên. Đó. Còn đó nhá, thế thì với Mai Phương thì mình khuyên rằng là kém tiếng Anh thì mình có thể cố gắng học thêm. Còn nếu như bây giờ chưa xin được việc làm thì có thể xin vào các công ty của Việt Nam thì tìm được công việc đã. Của Tú Tú cũng tương tự như vậy là phần kém tiếng Anh thì có làm test được hay không thì cũng trả lời với bạn là đều có thể và vấn đề là cơ hội của bạn. Bạn xin được vào những công ty Việt Nam thì hoàn toàn người ta không có yêu cầu gì về tiếng Anh cả. Nhưng mà cái số lượng công ty Việt Nam thì nó ít hơn. Hầu như các công ty tuyển dụng về ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nó vẫn nhiều hơn. Cái cơ hội để cho những người biết tiếng Anh nó vẫn nhiều hơn nhiều. Đó thì các bạn cố gắng lên. Và chúng ta đặt mục tiêu ra thì chúng ta sẽ đạt được. Câu hỏi của Lý Trần là cái test này có cần phải học thêm công cụ hay không? Thì vừa nãy tôi giải thích rồi đúng không ạ? Một là bạn đặt mục tiêu ở việc là mình không giỏi về kỹ thuật thì mình làm manual test. Còn nếu như mình tốt về kỹ thuật thì mình sẽ học một cái tool nào đó, ví dụ như Gmeter hoặc Serium, học phải thành thạo chỉ một tool thôi các bạn. Giờ người ta không sống bằng nhiều tool đâu, chỉ cần thành thạo và chuyên gia của một tool thôi là các bạn đã đủ để sống tốt rồi đấy. Nên là với tùy ở năng lực của bạn để mà học. Còn với những bạn mà không có khả năng về kỹ thuật đi thì tôi cũng khuyên rằng là không nên học, bởi vì học trước là quên sau, rất dễ nhanh quên, lâu không dùng là cũng quên. Đó, nên là còn phải tùy xem dự án và nhu cầu có cần hay không để mà học nữa. Câu hỏi của anh Thư là làm test có được freelancer hay không thì tôi cũng đã trả lời rồi là có freelancer nhưng mà ít, cơ hội này ít và phần đa freelancer là cũng phải rất giỏi tiếng Anh đấy các bạn. Còn các công ty ở Việt Nam thì đều đều không có tuyển freelancer đâu, hầu như là họ ngồi ở Mỹ hay ở châu Âu họ tuyển những cái tuyển khắp nơi trên thế giới làm freelancer bất kể thời gian nào, làm tự do đó đúng không ạ? Nên là cái nghề freelancer là phải cực kỳ tính độc lập chủ động khá là cao và ngoại ngữ cũng rất là tốt. Câu hỏi của bạn Rose nông là Serum có khó học không thì cũng xin thưa là khó, rất khó các bạn. Serum thì đầu tiên là bạn phải biết Java, bạn phải nắm được ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng là Java và phải biết đọc và phân tích code. Bạn phải code để chạy cho chạy test tự động. Vì thế nên tôi phải nhấn mạnh rằng các bạn phải tốt về kỹ thuật thì mới nên học Serum. Còn những ai mà không tốt về kỹ thuật, code đọc chưa thành thạo, chưa hiểu thì không nên học, bởi vì chúng ta không viết được và cũng không không tạo được test script từ cái này. Câu hỏi của Kaido là cô cho em hỏi trong môi trường công ty product thì một số công ty có tester kiêm luôn công việc của BA, không được phân hoạch rõ ràng công việc như một số công ty làm maintain, quy trình thì chưa rõ ràng thì tester đó nên chuẩn bị nội lực như thế nào là tốt khi có quyết định chuyển môi trường mới. Đúng, câu hỏi của bạn nêu đúng cái thực trạng của những công ty làm về product, đó là cái làm về sản phẩm nên là họ tận dụng cái nguồn lực sẵn có và càng ít chi phí càng tốt. Do đó mà thậm chí có nhiều nơi còn không tuyển cả tester. Lập trình viên test xong cái là đẩy thẳng lên môi trường thật. Vì vậy nên là lỗi cũng khá là nhiều. Nhưng mà họ chấp nhận bởi vì họ muốn đưa sản phẩm ra nhanh, sớm và nắm bắt được thị trường. Đấy. Thế còn nếu họ tuyển tester vào thì yêu cầu tester kiêm cả BA cả hoạt động test luôn. Thì cái việc đó các bạn sẽ có một cái thiệt thòi là có một cái sự chủ quan đấy là chúng ta đưa ra yêu cầu nào thì chúng ta chỉ test yêu cầu đấy thôi. Và tôi gặp rất nhiều các bạn làm tester trong về product rồi ạ.
thì hầu như các kiến thức và các cái khả năng test của các bạn là không sâu. Hầu hết là các bạn đều test thiên về giao diện, về những cái nổi, bề nổi ở phía trên, mà không hề có tư duy, suy nghĩ ở những cái phía dưới, những cái ngầm, những cái nghiệp vụ bên dưới. Do đó mà có rất nhiều bạn đã làm test mấy năm rồi mà phải đi học lại. Và khi chuyển sang ngành outsourcing, tức là sang các cái công ty về outsourcing test ấy, thì khá là bị bất ngờ, bởi vì test lúc này thấy quá nặng so với làm về product. Thì phải nói với các bạn rằng cái việc chuẩn bị thì rất là khó, vì không biết là bạn phải chuẩn bị gì. Nhưng theo tôi thì theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn không nên làm quá lâu ở trong một sản phẩm, quá lâu năm, bởi vì càng lâu năm thì cái kiến thức của các bạn càng mòn dần và không học được gì mới. Khi chúng ta không thấy còn cái gì mới để học thì chúng ta hãy đi, một là xin sang dự án khác để làm để học được nhiều hơn, hai là có thể chuyển những cái công ty khác để có thể học nhiều hơn. Và trong 6 năm đầu làm nghề thì các bạn xác định mục tiêu học là chính, bởi vì sau đó thì hầu như các bạn chỉ sử dụng kinh nghiệm và kiến thức để test thôi. Thì nếu như trong 6 năm mà chúng ta không học được nhiều, chúng ta chỉ dùng một dòng sản phẩm, một dự án duy nhất thôi, thì kiến thức của các bạn nó rất là hẹp và các bạn không đủ để mà ra thị trường mới, để mà ra công ty mới đâu. Vậy là chúng ta thấy 6 năm đầu thì rất là quan trọng để học hỏi. Và càng qua kênh, qua nhiều dự án, qua nhiều các dự án khó, các bạn càng trưởng thành và càng lớn, càng phát triển để ngành test nhiều hơn. Đấy là lời khuyên của mình cho việc chuẩn bị, tức là cố gắng là thay đổi sản phẩm, thay đổi môi trường, và còn đặt mục tiêu cho mình về việc học hỏi nhiều hơn thì các bạn mới trưởng thành được. Câu hỏi của No Other là: em thấy một vài trung tâm đào tạo tester mới bắt đầu chỉ trong vòng 1 tháng là có thể đi làm được, điều này có khả thi không? Thì cũng nói thẳng với bạn rằng là bên trung tâm mình cũng chỉ đang đào tạo khoảng 2 tháng thôi và cũng đã đưa các bạn đi làm rồi. Thực sự ra thì với các trung tâm đào tạo thì cái việc đào tạo chỉ là định hướng và đưa cho các bạn các khái niệm, cũng như là đưa cho các bạn những cái bài thực hành mẫu để giúp cho các bạn có được cái sự chuẩn bị, khái niệm ở trong đầu và các cái tư duy ban đầu để cho các bạn biết được cách test. Nhưng vào trong công ty các bạn vẫn còn phải học hỏi tiếp, và ở trong công ty cũng vẫn phải dạy tiếp. Nhưng mà người ta không phải dạy bạn từng bước một nữa, bởi vì là trung tâm đào tạo thì đã dạy cho bạn từng cái bước chi tiết nhỏ một trong việc thiết kế test case, trong việc phân tích yêu cầu như thế nào, trong việc cách làm việc với đội dự án làm sao, thì bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn so với việc là một phát là vào công ty. Tuy nhiên thì 1 tháng đào tạo hay 2 tháng đào tạo thì vào công ty, vào một sản phẩm nào mới đều phải học, đều phải bắt đầu lại từ đầu và đều được coi là fresher. Và các anh chị có kinh nghiệm nhiều hơn cũng sẽ vẫn là người dẫn dắt và đào tạo bạn. Thì lúc này người ta gọi là chuyển sang giai đoạn on job training. Cái giai đoạn đầu là giai đoạn mà training tập trung, còn giai đoạn sau là on job training, thì bạn nào cũng sẽ trải qua điều này. Thế nên chúng ta cũng không hy vọng được là trung tâm đào tạo sẽ đào tạo bạn thành nghề rồi sau đó vào công ty nào bạn cũng làm được. Cái này là không thể, đúng không? Họ định hướng, họ đưa khái niệm, họ đưa cho bạn tư duy, rèn cho bạn một số những cách làm chung chung, và sau đó thì khi vào môi trường công ty bạn hòa nhập nhanh hơn, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục học và vẫn phải on job training tiếp. Ồ, có vẻ là khá nhiều câu hỏi, đúng không ạ? Cái Rose Nung thì hỏi về em nên bắt đầu showroom như thế nào, thì chị cũng không có nhiều cái phần trả lời cho em, bởi vì là không phải là chuyên gia về dạy về tool. Nhưng mà theo chị và có làm việc với một thầy giáo dạy về tool ấy, thì em nên bắt đầu với cả ngôn ngữ Java. Đầu tiên thì em phải là biết code về Java đã thì em mới học showroom được. Và sau đó, sau khi biết về Java xong thì em có thể lên mạng cài đặt và vận hành thử, thì lúc đó em có thể bắt đầu code được những cái dòng người ta gọi là script để cho việc chạy test. Thì đấy là cái việc mà chúng ta nên bắt đầu. Tool auto về Catalan thì có phổ biến không? Thì Gen Hòa hỏi cái này thì thực ra chị cũng không biết nhiều lắm, tại vì chị không thu thập thông tin về cái tool này. Chắc là những cái khách hàng nào yêu cầu thì các công ty đấy sẽ cài đặt lên. Thế còn phổ biến nhất hiện nay vẫn là Serum và Robot Framework. Về performance thì có Gmeter.
Đấy là những cái phổ biến trên thị trường. Còn cái tool này nó không, mình không có thống kê nên cũng không thể nói với bạn là có phổ biến hay không. Câu hỏi của Phạm Hoài là: chị ơi, em học trái ngành thì cần trau dồi những kiến thức nền tảng gì về IT ạ? Thì câu trả lời của bạn là khi mà học trái ngành thì chúng ta sẽ chỉ có ngôn ngữ, ngoại ngữ hoặc là một cái gì đó thôi. Thế còn cái kiến thức về IT thì chúng ta cần có này. Thứ nhất là vẫn phải khẳng định với em là Word Excel em vẫn phải thành thạo sử dụng Word Excel. Thứ hai là chúng ta sẽ bổ sung thêm các cái kỹ năng về mạng, mạng máy tính, đó, các cái kết nối mạng, các cái khái niệm liên quan đến mạng máy tính. Chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu SQL, cơ sở dữ liệu database ấy, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải học các cái kỹ thuật thiết kế test case để chúng ta có các cái kỹ năng về tư duy, phân tích yêu cầu và thiết kế ra test case. Thì đó là những cái chính mà chúng ta sẽ học, và trong nội dung chương trình của trung tâm đào tạo nào thì họ cũng sẽ dạy cho các em cái này từ những cái cơ bản nhất để mà chúng ta có thể làm quen được và vào trong dự án. Thì đó là cái câu trả lời của những người học trái ngành. À rồi, hỏi về serum thì chịu rồi, đúng không ạ? Châu Kiều thì hỏi là bắt đầu serum thì làm sao để học hiệu quả. Thì thực ra là với kinh nghiệm của chị thì bao giờ mình phải có dự án thật, phải có một cái yêu cầu khó thì chúng ta mới học được lên. Chứ còn những cái dự án đơn giản mà bọn em tạo ra thì cái việc test serum nó quá dễ. Học một cái tool mà test cho một cái dự án quá bé hoặc là không phức tạp thì sẽ không thể nào mà nâng cái kỹ năng của mình lên được. Vì vậy nên là để mà biết được các yêu cầu về test serum thì tốt nhất là em sẽ phải có một cái dự án thật, hoặc là đâu đó một cái dự án thật sự khó, đưa ra những cái yêu cầu thật sự khó thì để chúng ta càng ngày càng nâng cái kiến thức của chúng ta lên bằng cách là tạo ra các cái test case đó, thì lúc đó thì chúng ta mới thành thạo được tool. Thì em tránh cái việc mà chúng ta áp dụng vào các cái dự án quá dễ nhá. Thường mà những cái nơi thường mà sinh viên ấy, thường chúng ta đi tạo ra những cái dự án các cái dự án nhóm nhỏ ấy, thì những cái dự án ấy nó bé quá hoặc nó nhỏ quá dẫn tới là cái việc mà em viết code nó rất là dễ dàng. Nhưng sau này khi dùng serum trong dự án thật thì em sẽ thấy rằng ô nó rất là phức tạp, nó quá là phức tạp với nhau á. Thì đó là cái lời khuyên của mình, là em phải có một cái sự chuẩn bị về cái dự án phức tạp để mình học dần. Học Python thì là một ngôn ngữ lập trình rồi em ạ, không phải là tool test, đúng không ạ? Lý Trần thì hỏi mình là: chị ơi, theo từng mức kinh nghiệm thì ranh lương của test thường là bao nhiêu? Cái này thì cái này cũng không có thống kê chính xác đâu. Vừa nãy mình mới có một cái là đầu vào, đúng không, là fresher ra trường là lương từ 6 đến 8 triệu, thì các bạn sẽ cứ cộng khoảng 2 đến 3 2 đến 4 triệu, tức là nó cũng không phải cộng tuyến tính như vậy. Ví dụ như fresher là từ 6 đến 8 triệu này, thì junior là sẽ từ 7 đến 10 11 triệu chẳng hạn. Còn senior có thể từ 11 đến 20 triệu. Senior là người test có nhiều kinh nghiệm đó các bạn, 20 triệu. Xong tiếp tục các mức leader hơn nữa thì nó sẽ cao hơn nữa. Nó cũng tùy vào khả năng của từng người. Trong senior lại còn đánh thêm vài cái mức senior khác nhau nữa. Nên là cũng khá là khó để xác định hoặc cố định một cái mức lương. Lại còn chưa kể là sự khác nhau giữa các công ty nữa. Thì mình không thể mà đưa ra mức chung được cho các bạn. Thì nhưng mà senior test thì bạn nghĩ có thể 20 được không? Được đúng không? Trong những công ty của tôi thì có những chị không làm lead mà chỉ làm senior test thôi và rất là giỏi về test. Mà chị ấy hoàn toàn phải lên mức trên 1.000 đô là bình thường. Vâng. Có lẽ là hết các cái câu hỏi rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngày hôm nay thì mình cũng nhận được khá nhiều các câu hỏi của các bạn. Và cái thời gian livestream là cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ như là một buổi livestream rất là thành công, và lại còn được khen là giọng hay nữa, bởi vì hôm nay giọng thính rất là khàn. Thì mình rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở trên các cái slide của mình thì mình có để lại địa chỉ email là thinhtt0204a@gmail.com, Skype là tạ.thinh0204. Thì nếu như các bạn còn có
thắc mắc và cần tư vấn thêm về ngành test này nữa thì các bạn có thể liên lạc cho mình theo hai kênh này, về mail hoặc là Skype, để mà mình có thể tư vấn thêm cho các bạn và thực hiện những cái hoạt động mà liên quan đến test, cũng như là giới thiệu việc làm cho các bạn, chia sẻ các cái thông tin tuyển dụng của các công ty, thì hoàn toàn bên mình là làm miễn phí. Ở bên bên Thinh thì là trung tâm đào tạo và mở ra các lớp, thì chủ yếu các lớp này đang đào tạo cho những người đã đi làm trong ngành công nghệ thông tin, ví dụ như là đào tạo về Gmeter, đào tạo tester nâng cao, các loại Serum và Robot Framework. Và đặc biệt thì với Thinh thì mình là người đào tạo chính liên quan đến hai cái chứng chỉ gọi là ISTQB Foundation và ISTQB Advanced. Đây là hai chứng chỉ quốc tế dành cho tester, mà hầu như các bạn tester nào mà chúng ta xác định theo nghề nghiệp này thì chúng ta cũng sẽ lấy cái chứng chỉ quốc tế này như là một cái sự xác nhận cho cái việc thành thạo về nghề của mình. Đó là những cái mà bên mình đang thực hiện đào tạo. Còn cái khóa về testing thì cũng đào tạo nhưng mà không nhiều lắm, và hầu như là mình thường thực hiện các cái khóa đào tạo kết hợp với các công ty, tức là tổ chức đào tạo miễn phí cho một đối tượng nào đó để cung cấp nhân sự cho các công ty. Thì Thinh cũng có khá nhiều các cái khóa đào tạo miễn phí như thế này để có thể giúp đỡ cho các bạn sinh viên và những bạn mới thực hiện công việc. Đó, thực ra thì chưa muốn là các bạn sinh viên thì nghèo và chưa muốn phải đóng tiền vào làm gì cả. Vì vậy nên là từ đầu đến cuối thì mình đều khuyên các bạn là nên tìm các cái cơ hội đào tạo miễn phí của các công ty mở ra, để các bạn có được cái cơ hội đào tạo và xin việc luôn trong các công ty này. Và công ty mình cũng đang là một bộ phận để kết nối giữa doanh nghiệp với cả nhà trường để giới thiệu cái việc này. Còn lại là các cái khóa bên mình là những khóa mà dành cho các bạn đã đi làm, đã làm tester là nhiều, để các bạn nâng cao kiến thức và lấy được chứng chỉ nhiều hơn. Đâu đó thì cơ hội nghề nghiệp của ngành công nghệ thông tin là khá cao. Cơ hội đào tạo mình vẫn khẳng định rằng là cơ hội đào tạo của các bạn rất là nhiều. Rất nhiều các công ty đang mở ra các khóa đào tạo miễn phí, kể cả lập trình viên, kể cả tool và kể cả về testing. Nên là các bạn có thể tìm và apply vào, chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải khăng khăng khẳng định là em phải đi học thì mới có thể làm được, đúng không ạ? Kể cả những bạn mà trái ngành, chúng ta cũng có cơ hội được tham gia vào ngành công nghệ thông tin, đặc biệt liên quan đến test, thì không yêu cầu về mặt kỹ thuật, có những yêu cầu khác về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy logic, và các bạn có thể học được những cái kiến thức về công nghệ thông tin là có thể học được sau khi vào công việc. Nên là những công ty họ vẫn đang chấp nhận và nhận những người trái ngành, nên các bạn cứ tự tin lên. Vấn đề là chúng ta phải tự tin, chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng những cái kỹ năng cần thiết như mình đã nói, Microsoft Office đúng không ạ, Word, Excel và ngoại ngữ tốt. Đó là hai kỹ năng cơ bản mà các bạn có thể làm trong tất cả các ngành nghề của mình. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn admin của kênh Test Group đã cho mình một cái cơ hội để chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm, kiến thức nghề nghiệp. Và những cái buổi chia sẻ này thì hoàn toàn với mục đích về hướng về cộng đồng, để giúp các bạn hiểu hơn cũng như là làm việc, và không có mục đích nào khác. Vì thế nên là mình rất mong muốn rằng là có những cái group này nữa nhiều hơn, phát triển mạnh hơn nữa, để có thể giúp cho tester có một cái nơi để chia sẻ kiến thức với nhau. Vâng, mình đã nhận được lời cảm ơn của rất nhiều bạn ở đây rồi. Và nếu có thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ với mình nhé. Xin chào.